Nhìn theo hướng tay của người đàn ông này, phía bên kia là bến cá Nhân Lý, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được đầu tư xây dựng khoảng 37 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Đến nay, sau 6 năm hoạt động, một số vị trí nền nhà, bờ ta luy khu bến cá bị sụp lún, mái tôn hoen rỉ, đối diện nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Thậm chí, tên đơn vị cũng chữ còn, chữ mất. Giờ tôn đây là bà con đánh cá vô là không có đứng lên nữa, không đứng chờ nữa mà phải về. Thì để gió xuống là nó đánh cái lòng bị á, bị tai hại, cho nên dân không lấy nữa. Cho nên bây giờ cũng đề nghị các tôi làm sao mà hỗ trợ giúp đỡ ưu lòng. Cái tên lòng từ năm này qua năm kia cho nó hoàn thành mấy tôn đây và hoàn thành cái chân móng. Theo người dân, do tác động của bão số 10 vào năm 2021, bến cá này xuống cấp trầm trọng, sóng lớn đánh vào bờ khiến móng của bến cá bị sụp lún, còn tôn bị hoen rỉ là do tác động của nước biển ngăn mòn. Mỗi lần ngư dân đánh cá trở về bến là nơm nớp lo sợ tôn rớt trúng đầu. Nên bê tông bị rung mỗi khi sóng đánh vào nên không biết khi nào bị đổ sập, khiến người dân làng chài rất lo lắng. Cũng sợ, cứ ngồi lúc mưa gió tôi sợ nó. Nó bay tên, một là bay hay thì nó sập. Người dân đây cũng công cho chính quyền chứ địa phương đồ làm cho nhanh là nó sập xuống cái thì sợ tai nạn. Vậy ở đây cũng công cho làm một cho nó nhanh. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa bến cá Nhân Lý. Tổng mức đầu tư cho dự án là gần 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, bến cá Nhân Lý vẫn chưa được sửa chữa khi mùa mưa ở miền Trung sắp bắt đầu. Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa, bảo dưỡng bến cá Nhân Lý. Mới đây, khi tiến hành bàn giao mặt bằng để thi công sửa chữa, đơn vị và ban quản lý cảng cá kiểm tra lại, thấy không ổn và thống nhất đề xuất lại phương án sửa chữa. Trong thời gian mưa lũ sắp tới, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý sẽ bố trí lực lượng cơ động của xã, gồm lực lượng công an, dân quân kết hợp với lực lượng biên phòng thông báo tổ chức, ngăn chặn, không cho ai tiếp cận với bến cá này, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân. Ngày 4 tháng 10 năm 2024, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết, trước tình trạng bến cá Nhân Lý bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, Sở đã có phương án sửa chữa trong năm 2024 và sẽ cố gắng hoàn thành trước mùa mưa. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, đơn vị thi công sẽ sửa chữa phần xà gồ và mái tôn của bến cá. Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hoạt động đánh bắt, neo đậu tàu thuyền và các hoạt động của ngư dân, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân cũng như du khách mỗi khi đến bến cá Nhân Lý để di chuyển sang khu du lịch Kỳ Co. Cháu mong được ước là muốn bố quay trở về với cháu. Ngày trở về thôn Kho Vàng ở xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hai anh em Bàn Văn Trường và Bàn Văn Tuấn cùng mẹ nghẹn ngào nhìn về căn nhà thân yêu, nay chỉ còn lại nền gạch sau trận lũ kinh hoàng. Khu đất này từng có ngôi nhà hạnh phúc của gia đình em cùng cha mẹ và các anh chị em. Thế nhưng, trận mưa lũ sạt lở đất đêm ngày 9 tháng 9 đã cuốn bay toàn bộ ngôi nhà tài sản. Sau thảm họa, gia đình cháu Bàn Văn Trường mất đi hai người đàn ông trụ cột là cha và ông nội. Chị mong từng giây từng phút để anh trở về bên cạnh chị và các con, nhưng chờ mãi đến sáng cũng không thấy anh về. Chị có nói với các con là bây giờ bố không tìm thấy bố nữa, các con phải ngoan, các con phải nghe lời mẹ. Nhưng các con nói rằng là bố chắc chắn là bố không chưa mất đâu, bố đi làm xa ở đâu, mẹ nói dối con là bố đi muốn như thế thôi. Chị Lý Thị Toàn và anh Bàn Văn Tiến có 3 người con, ngoài ra còn có một người con đuôi 11 tuổi. Cháu bé được hai vợ chồng chị nhận nuôi hơn một năm nay. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ cháu bị bệnh hiểm nghèo, không đủ khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. Tưởng cảnh gia đình sum vầy sẽ mãi mãi ở lại trong ngôi làng bình yên. Thế nhưng, sau cơn bão số 3 và những trận mưa lũ, sạt lở thảm khốc, những gì còn lại bây giờ chỉ còn là đau thương và ám ảnh. Thi thể chồng của chị Toàn đã được tìm thấy ở Yên Bái, cách nhà 150 km. Do mưa lũ chia cắt đường đi, chị không kịp xuống nhận dạng chồng nên anh được người dân địa phương an táng tại Yên Bái.
theo lời kể của người dân, vào đêm ngày 9 tháng 9 năm 2024, người dân nơi đây bàng hoàng hô hoán nhau khi phía trên đồi thì có dấu hiệu bị sạt lở. Dưới sông chảy thì nước lũ cũng trời trực lên cao do mưa lớn. Đêm đó, chồng của chị Lý Thị Tòng thúc giục mấy mẹ con đi trước, anh và người cha sẽ đi sau. Thế nhưng, quả đồi sạt xuống quá bất ngờ. Trong màn đêm tối đen, người dân nơi đây không thấy gì ngoài tiếng nổ vang trời. Và rồi đất đá tràn xuống. Cùng nỗi đau mất người thân, chị Trương Thị Hoa, 24 tuổi, cũng nhiều ngày mong ngóng tin chồng trong vô vọng. Nhìn ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất thì chưa hiểu hết nỗi đau, lòng chị càng nặng nề. Thấy ông bị thương nặng còn bố không thấy. Con không nhớ thấy bố, con còn nhớ bố. Mẹ mong thấy. Cha của hai đứa trẻ là anh Bằng Văn Đức, 28 tuổi, đã bị lũ cuốn đi trong đêm 9 tháng 9. Đến nay, chị Trương Thị Hoa vẫn chưa xác định được thi thể của chồng, nhưng chị đã đội khăn tang cho mình và các con, bởi trong thâm tâm chị đã xác định chồng mình đã ra đi mãi mãi. Ngày hôm đấy cũng chưa nói một câu nào là để dặn là từ biệt chị Hoa cả. Không có một lời nói với nhau gì cả, anh đã đi bất ngờ. Cả bố mẹ cũng thế, chưa có một lời nào. Đã gần một tháng trôi qua, thế nhưng nỗi đau của những người phụ nữ, nỗi đau của những đứa trẻ ở thôn Kho Vàng vẫn luôn còn đó. Từng mảng tường nhỏ của ngôi nhà thân yêu trong đống đổ nát là từng mảng ký ức về gia đình hạnh phúc trước khi thảm họa xảy đến. Tuổi thơ của những đứa trẻ không thể nào trọn vẹn và hình ảnh người chồng, người cha giờ chỉ còn trong những ký ức đau thương. Trước nỗi đau của đồng bào, báo Thanh Niên đã viết tiếp chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão số 3. Đây là sự tiếp nối từ chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời mà báo Thanh Niên triển khai hỗ trợ trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19. Thông qua kết nối, giới thiệu từ các đơn vị, cơ quan chức năng tại địa phương, chương trình sẽ nhận bảo trợ trẻ mồ côi để chăm lo, nâng đỡ các em vượt qua khó khăn sau bão số 3, mức hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng cho mỗi trẻ, giai đoạn 1 là 5 năm. Chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão số 3 sẽ được triển khai ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và Tuyên Quang. Cập nhật đến ngày 3 tháng 10, chương trình sẽ nhận bảo trợ 50 trẻ em, học sinh mồ côi tại các huyện Bảo Yên, Simacai, Bát Sát, Bắc Hà và thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai. Trong đó, huyện Bát Sát có 10 trẻ em, học sinh được bảo trợ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục ký kết phối hợp với tỉnh đoàn Lào Cai và các huyện đoàn còn lại để triển khai chương trình này. Buổi lễ ký kết bảo trợ cũng nằm trong dự án Nối Vòng Tay Ấm do Trung ương Đoàn tổ chức và chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời mà Báo Thanh Niên đã phát động vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, bảo trợ các em nhỏ không may mắn mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, Báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỷ đồng bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước. Từ sự bảo trợ, các em đã có thêm cơ hội được tiếp tục đến trường, được nuôi dưỡng, trưởng thành trong vòng tay yêu thương của xã hội. Những đóng góp của cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên và các mạnh thường quân trên khắp cả nước đã trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp sức cho các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.